Chào các em nha. Hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn phần tiếp theo của phần thi tin A phần 1 của trường Nông Lâm. Tức là phần hôm nay mình sẽ làm việc với phần asset. Đó, asset thì anh hướng dẫn các em trên nền giao diện Office 2016. 2010 tương tự. Lưu ý giùm anh vấn đề đầu tiên là các bạn cần phải đổi giùm anh thập phân là dấu phẩy, hàng ngàn là dấu chấm và phân cách các tham số đối số đó là chấm phẩy. Cái này anh đã nói rất là nhiều lần từ những cái buổi học đầu tiên rồi. Thì ở đây thì để cái đổi như vậy để các em làm việc với asset mới được, nó mới thuận tiện, nếu không các em sẽ dễ bị gặp vài vấn đề rắc rối. Rồi. Và nhiều khi các bạn không biết sửa thì rất là phiền, được chưa? Nên anh yêu cầu các bạn đổi giùm anh. Rồi, ở đây là giao diện ở phía 2016 thì các em thấy là bên góc tay trái đây là những cái file asset anh mở gần đây nhất. Đây là những cái file asset anh mở gần đây nhất. Và ở đây là những cái mẫu asset mà người ta lựa sẵn. Đó, ví dụ như để nhập dữ liệu hay VBA hay gì đó, hoặc là những cái mẫu có sẵn entry phân chia gì đó, được chưa? Thì ở đây hoặc là của sinh viên cần test dữ liệu này nọ. Đó. Được chưa? Thì này mấy cái này thì các bạn nào rảnh thì tìm hiểu thêm. Còn anh thì hướng dẫn các em một cái blank database, một cái dữ liệu trống ban đầu. Đó, thì em thấy nè, asset nó có cái ưu điểm là bắt buộc các em phải đặt tên và lưu nó mới cho các em làm. Bắt buộc là phải lưu mới cho làm. Đó, thì đây đặt tên, ví dụ như là dữ liệu học K14 giờ. Đó, anh lưu ở command. Nhưng bạn có thể lưu ở đâu cũng được. Rồi, rồi. Thế này nó đã lưu rồi. Đây dữ liệu học K14 giờ. Các bạn. Thế đây các em thấy nè, ở đây có một cái chữ table one. Thì ở đây các bạn bên góc tay phải các bạn có hai dấu x, một dấu x nhỏ ở phía dưới. Các bạn thấy rê chuột vô bạn thấy nó có chữ slow table. Còn dấu x bự ở trên thì nó là đóng file asset nha. Đóng file asset các bạn lưu ý. Rồi, thì đây là giao diện của Microsoft Asset. Được chưa? Thì các bạn lưu ý là khi các bạn làm những cái bảng, những cái query, những cái form report rồi thì sẽ nằm bên góc tay phải cho các bạn. Xin lỗi, sẽ nằm dữ liệu nó, những cái bảng đó, những cái bảng kết quả đó các bạn, nó sẽ nằm bên góc tay trái của bạn nha. Và được chưa? Và bạn để giùm anh cái chế độ nó on asset giúp bạn. Để giùm anh chế độ này để tất cả những cái form, những cái report, những cái query đều sẽ được hiển thị ra hết nha. Đó. Nếu các bạn không thấy thì bạn nhớ sổ cái này ra giùm anh chọn chế độ on asset nha. Tức là tất cả các dữ liệu của asset được hiển thị ra ở đây. Rồi, thì đối với asset á, thì mình sẽ có làm việc thứ nhất á, nó là cái dữ liệu của asset nó và tạo bảng, thiết lập cái ràng buộc, nó đem dữ liệu vô, xuất dữ liệu ra, đó là tạo liên kết, đặt khóa chính, đó cái phần đó thì điểm có khoảng từ 1 đến 2 điểm, được. Rồi sau đó các bạn tới phần query khoảng 5 điểm, được. Tức là mình làm vững cái vấn đề số 1 và vấn đề số 2 là bạn ổn rồi. Đó, vấn đề thứ nhất các bạn cần làm thứ nhất là bạn gì? Thực tạo cái bảng, thực hiện các ràng buộc của bảng. Đó là vấn đề số 1. Vấn đề số 2 các bạn là tạo khóa chính. Đó, thứ ba các bạn nó là đem dữ liệu vô và xuất dữ liệu ra. Và thứ tư là bạn tạo liên kết. Bốn loại này, bốn cái dữ liệu bốn cái bài dạng bài tập này thì các bạn sẽ điểm, các bạn sẽ từ 1 cho đến 3 điểm hoặc là 2 điểm tùy theo cái đề bài người ta yêu cầu, nhưng mà thông thường là 2 điểm. Tiếp theo các bạn phần query, các bạn sẽ có tổng cộng là 7 dạng query. 7 dạng query. Đó, và chiếm điểm các bạn khoảng 5 điểm. Và phần còn lại các bạn là form và report. Chiếm khoảng 2 đến 3 điểm. Lưu ý form và report thì anh chỉ dạy các bạn làm ra được cái hình thái nó thôi. Đó, anh không có dạy chi tiết ở trong, tại vì các bạn không đủ thời gian các bạn làm tới chi tiết. Đó, tức là làm sao tạo được cái form, tạo được cái report. Cơ bản giống cái mẫu người ta. Hết, còn chi tiết canh cho đẹp này nọ, anh không có dạy. Đó, bạn nào muốn thì coi những cái clip anh đã sửa bài hoàn chỉnh trong đó, các bạn tham khảo giùm anh nếu bạn nào muốn. Còn nếu không, chỉ nhớ giùm anh tạo ra hình thái cho nó giống cái form, cái report của người ta yêu cầu là bạn đạt điểm. Đó, đạt điểm ở đây không phải là đạt trọn vẹn 2 3 điểm mà nó sẽ là đạt 1 phần 2 đến 2 phần 3 số điểm của câu form report đó. Các em phân biệt giùm anh và mình xác định là mình cố gắng làm sao làm được 7 điểm phần asset. Tức là mỗi phần ngoài phần trắc nghiệm ra, trắc nghiệm thì chắc chắn 5 điểm là đủ 5 điểm rồi. Còn tất cả các phần thực hành khác các bạn lưu ý bạn cố gắng làm sao các bạn được 7 điểm.
các bạn cố gắng làm sao được 7 điểm ở mỗi phần thi thực hành đó, thì bạn đã đạt điểm kết quả tốt. Tại vì 7 điểm thì trừ hao xuống thì các bạn còn có thể giữ nguyên, hoặc nó xuống còn khoảng 6 điểm mấy, 5 điểm mấy, được chưa? Mà xuống tới 4 điểm mấy thì coi là kiến thức của mình đó, tức là các bạn làm không cẩn thận lắm, được chưa? Rồi thì bây giờ anh sẽ quay lại cái vấn đề của mình. Thứ nhất là anh hướng dẫn các em tạo thầy vô tạo bảng và thực hiện một số cái yêu cầu mà người ta có thể cho. Rồi rồi bây giờ này các em, ở đây thì để tạo một cái bảng mới thì các em vô brand nè, các em chọn dùm anh là thầy body size. Thầy body size đây đó, thì ở đây trong cái thầy body size này các em thấy nè, nó có ba cái cơ bản. Thứ nhất là field name, là tên trường. Thứ hai là data type, kiểu dữ liệu. Thứ ba là direction, mô tả. Được chưa? Và khi bạn đánh dữ liệu xong, dưới này nó có những cái dữ liệu ràng buộc khác nữa, thì chút xíu mình sẽ làm việc với nó sau. Bây giờ mình đi từ từ. Thứ nhất, field name, tên trường, viết liền, không dấu, không khoảng cách, không ký tự đặc biệt. Đó, anh ví dụ, cái trường anh đặt tên là đặt là họ tên, nó giống như các bạn đặt tên vùng bên Excel các bạn. Data type, kiểu dữ liệu, thì các bạn sổ xuống nè, các bạn thấy nè, nó có đối với 2016 thì các bạn thấy có short test và long test, còn 2010 thì các bạn sẽ thấy test và memo, được chưa? Đó, thì một cái là dữ liệu ngắn, chuỗi ngắn, và một cái là chuỗi dài. Number là số, date time là ngày tháng, currency là đơn vị tiền tệ. Auto number đánh số tự động, và cái này thường áp dụng cho cái trường đầu tiên, thường nha, áp dụng cho cái trường đầu tiên nếu đề bài có yêu cầu đó, giống như các bạn đánh số thứ tự các bạn ở bên Excel các bạn á, được chưa? Yes no là kiểu dữ liệu đúng sai đó, còn với như thế này thì các bạn chủ yếu là cái phần liên kết đó, cái này thì mình không quan tâm nhiều. Rồi giả sử anh chọn short test, rồi sau đó cái mô tả họ tên sinh viên, mô tả này các em lưu ý là mô tả không được hiển thị, mô tả này là mô tả không được hiển thị nha. Chút xíu các bạn sẽ cùng có một cái mô tả nữa, nhưng mà mô tả đó sẽ là mô tả được hiển thị, các bạn phân biệt giùm anh nha, được chưa? Tên trường, field name, viết liền, không dấu, không khoảng cách, không ký tự đặc biệt. Data type, kiểu dữ liệu, tùy thuộc vào đề bài người ta cho cái kiểu dữ liệu như thế nào đó. Rồi ở dưới này mình sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm, thí dụ như đối với test thì các bạn thấy có field size, cái độ dài của cái chuỗi các bạn dữ liệu nhập vào, thì ở đây các bạn thấy họ và tên thì dữ liệu anh thấy nó khoảng 50 ký tự thôi, nó thay vì 255, nó thay vì để mặc định ở đây, yeah, thay vì để mặc định nó thì anh để đây là 50, đúng không ạ? Yeah. Format là cái dữ liệu đầu vào, những giống như định dạng các bạn in đậm, in nghiêng, gạch chân rồi cái đó. Đó, thì đề bài người ta sẽ nói các bạn, ừ, muốn in đậm thì làm gì, in nghiêng làm gì. Đó, hoặc là gì đây, in hoa, in thường gì đó. Ví dụ như in hoa thì bạn nhập gì đây, dấu lớn hơn chẳng hạn. Đó, rồi in thường, ngược lại. Tức là những cái này nè, các bạn sẽ tìm ở đây nè các bạn. Anh gửi tài liệu cho bạn rồi đó. Đây, này nè, format nè, nó nè, in hoa là dấu lớn nè, bình thường là dấu bé nè, được chưa? Hoặc là bạn muốn màu hay gì đó thì bạn phải biết được, ví dụ bạn muốn là màu blue hay là màu yellow hay gì đó, thì khi đó bạn đánh những cái chữ đó vô, được chưa? Nó thì người ta sẽ hiểu, nó sẽ hiểu cho bạn và yên tâm. Nếu như người ta có yêu cầu thì người ta nói các bạn định dạng, thí dụ màu vàng cho chữ đó hoặc là màu xanh cho chữ đó gì đó, thì người ta sẽ cho bạn cái từ tiếng Anh đó luôn. Đó, nhiệm vụ của bạn là đánh vô, biết đánh vô format gì mà. Được chưa? Đó, ví dụ ở đây anh cho bạn chữ lớn chữ bé thôi, đơn giản thôi. Đó, anh cho ở đây là chữ in hoa,
Đó, anh đặt cái khóa chính trước đây nha, hồi anh sẽ nói các bạn có khóa chính nha. Bạn muốn di chuyển qua là giữa cái bảng design và cái bảng dữ liệu á, cái bảng nhập dữ liệu và cái một cái bảng chỉnh sửa, thì các bạn chú ý bật là khóa chính trước giùm anh đỡ đi. Rồi một hồi anh sẽ giải thích cái khóa chính này tại sao nó như vậy. Rồi sau đó bạn vô chế độ view nè, data sheet nè, nó yes, nó đặt bảng là gì, bảng ví dụ một. Rồi ở đây bạn nè, thí dụ anh đánh từ Nguyễn Văn Hải thì anh nhấn enter, lập tức các bạn thấy nó sẽ nhảy in hoa cho bạn nó được chưa. Design view thấy hôm nè, có chữ design nè mấy, số cái mũi tên số design nó. Ngược đây là cái gì đây, đó đây view nha, được chưa, tức là tùy thuộc vào đề bài người ta cho các bạn nhớ nha. Đó qua anh thử coi yellow coi màu vàng cho nó nhảy được không nha. Rồi view đây, lập tức nó được cái chữ nó thành màu vàng đó. Giờ tức là người ta yêu cầu bạn thì bạn đánh vô thôi, hoặc là ở đây anh giả sử là màu đỏ thôi, rồi red. Mở một vuông ra nha, đánh cái từ nó vô, rồi yes, thì bạn thấy cái chữ bạn lập tức là màu đỏ. Rồi tức là người ta yêu cầu bạn, bạn đánh vô một số màu cơ bản nhé, một số màu cơ bản được chưa. Rồi cái tiếp theo là cái input mặt nạ dữ liệu, thì ở đây nè anh giới thiệu các bạn mặt nạ dữ liệu nè. Đây thì người ta bạn phải cố gắng học thuộc giùm anh những cái này. Ví dụ như người ta yêu cầu bạn á, yêu cầu bạn là gì, là số, thì bạn nhớ coi coi nó số đó là số liền hay là số có, hay là khoảng trắng cũng được. Đây số 0 là bắt buộc nhập từ 0 đến 9, rồi số 9 là nó là cho nhập số nhưng mà được quyền có ký tự trắng. L là nhập chữ cái, dấu hỏi á, dấu hỏi là gì đây, là cho phép gì đây, nhập một ký tự chữ cái nè, chữ á, hoặc ký tự trắng. Còn A thì bạn nhập số cũng được, chữ cũng được. Nó còn dấu và này, ký tự bất kỳ. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ anh ví dụ nè. Anh ví dụ hai là mã số sinh viên nha, mã số sinh viên. Này anh nó là number. Đó. Rồi này là giải thích nó là mã số sinh viên. Rồi, dưới này là lớp. Số test, giải thích đây là lớp học. Rồi, đối với mã số sinh viên thì anh giới hạn nó là integer, là số nguyên. Đó, số nguyên. Được không ạ? Đó, và ở đây anh sẽ dùng gì đây? Bạn có thể dùng những con số 0. Được không ạ? Đó, dùng số 0. Rồi, để giới hạn lại là gì? Chỉ cho phép nhập số thôi. Đây. Đó. Rồi mã số sinh viên nè, thí dụ 20 123 8 rồi nó cho phép bạn nhập số thôi. Rồi nó báo lỗi, nó không cho hen. Rồi let gen gì đây, vậy thì mình phải coi lại coi nó bị gì, có thể là lớp. Rồi muốn biết thì mình phải kiểm tra lại nó qua đây nè, hoặc là format này anh sẽ bỏ đi luôn. Nó anh để gì đây, cái integer này thôi. Đó, tức là tùy thuộc vào đề bài người ta đưa ra đặt cái format cho nó phù hợp. Rồi mở số sinh viên anh đặt đây là cái gì đây, 20 123 456. Ok rồi nó vẫn không cho. Rồi vậy thì mình phải coi lại nó bị cái gì đây, Insta. Rồi mã số sinh viên integer, rồi lớp học này, integer là số nguyên nha. Rồi nó không được thôi, bây giờ nó anh sẽ dùng là long integer, rồi anh sẽ giải thích cho bạn tại sao. Đây 20 123 456
Rồi nó được. Lý do nãy anh để nó là integer nè. Thì các em thấy cái nghĩa là nó thông báo cho các em nè, một cái lỗi gì đó. Đây. Nè, 20123456. Được chưa? Đây, nó báo bạn á là cái test của bạn á nó hơi lớn hơn nè. Nó lớn hơn cái field size này. Nó tức là bạn dùng cái integer. Được chưa? Bạn dùng integer thì nó thường á nó dùng những con số nhỏ thôi. Ví dụ anh đánh là 20. Nó bạn thấy nó cho phép. Được chưa? Còn khi anh dùng cái gì? Anh dùng cái longer. Đó, tức là số anh là số nguyên, nhưng mà số nguyên là những con số nguyên lớn. Được chưa? Các bạn phân biệt giùm anh là sin integer và longer giùm anh chút xíu ngay chỗ này. Nó tức là một cái là nhỏ, còn cái là lớn. Ví dụ một cái là vài chục, một cái là vài ngàn, vài trăm ngàn, vài triệu gì đó. Được chưa? Chú ý thêm giùm anh. Đó, nên cái mã sinh viên này các bạn thường á, số các bạn là có 8 chữ số nên sẽ dùng đó là longer. Còn lớp này á thì anh sẽ giải quyết nó là gì đây? Anh cho nó là đúng 8 ký tự thôi. Nó và format của anh là gì? LL tức là chữ đó các bạn. Đó, lớp các bạn thí dụ như DH. DH nha. DH rồi tới 20 thì anh dùng 00. Rồi phía sau nó có thể là 2 hoặc là 3 ký tự. Đó nên anh sẽ dùng nó là 2 hoặc 3 ký tự nha. Nó có thể là gì? 2 hoặc 3 ký tự. Đó. Rồi, nên anh sẽ dùng đây là dấu gì đây? Đánh bài input nha các bạn, input nha, format là định dạng nha. Mình đánh input nè, LL 00 LL. Anh giả sử cái lớp của các bạn á là DH10 20 MT. Anh giả sử như vậy. Nó. Thì anh quay lại nè, anh giải thích à, thì ở đây là nãy cái anh có nói á, L là chữ, 0 là số và bắt buộc nhập. Được chưa? Rồi view nè. Nó thì dạng này anh ra đây nè. Ở đây anh đánh là 20123456. Rồi lớp là gì đây? DH 20 SH giả sử như vậy. Đó bạn thấy, tức là họ tên nè, rồi tới mã số sinh viên nè, tới lớp. Được chưa? Đó. Tức là đây là những cái cơ bản các bạn cố gắng phải nhớ. Rồi, anh giả sử thêm một cái nữa là điểm điểm gì đây? Điểm trung bình kỳ 1 năm 2020. Đó, anh giả sử là điểm trung bình. Được chưa? Đó, điểm thì các bạn nói là nấm bớ. Đó, thì bây giờ anh sẽ giải thích nè. Anh sẽ dùng ở đây điểm thường số nhỏ, anh dùng byte là được rồi. Nhớ, điểm thường các bạn điểm là số nhỏ, anh dùng byte được rồi. Đó, hoặc là bạn thể dùng là single. Đó, single cũng là số. Đó, được chưa? Rồi. Cái số thập phân này cứ để auto đi, input dữ liệu đầu vào kệ nó, được chưa? Rồi caption các bạn lưu ý nè, ở đây nè cái direction này nè mô tả, nhưng mà ở đây các bạn thấy nè, đây để anh mở lại cho các em thấy nè, họ tên, mã số sinh viên, lớp, điểm trung bình, các bạn thấy để ý nè, y chang nha. Nhưng mà dáng này mà để ý nè, cái điểm trung bình nó sẽ nhập chỗ cáp xanh nè, các bạn để ý giùm anh chữ cáp xanh nè, chữ nó hơi nhỏ nha, nó chữ cáp xanh đó. Rồi anh ghi lại đây, anh giải thích đây là điểm trung bình, anh nhập ở đây cũng là mô tả điểm trung bình nha, đây cũng là mô tả. Rồi anh run coi chuyện gì sẽ xảy ra. Đó thì lập tức các em thấy nè, cái chỗ này không phải là DTP nữa mà nó là chữ điểm trung bình. Nó là chữ điểm trung bình luôn. Thì các em nhớ, nhiều khi các em nhìn vô nè, nhìn vô mấy cái trường á mà cái chữ nó có dấu khoảng trắng, không phải là cái tên trường nó là có dấu khoảng trắng nha, mà là do thằng caption nó gây ra. Chú ý giùm anh nha. Mà tới hồi khi làm query, làm form report á, mà các em đánh gì, các em đánh có dấu theo giống người ta lại mau á, em phải kiếm được cái tên trường của nó, chứ không phải em kiếm cái phần caption em đánh vô. Nó trong asset thì làm việc với trường, trong Excel là làm việc với ô, phân biệt nha. Tức là các phần query, form report các bạn làm á là bạn phải xác định được cái trường nó tên gì, bạn biết trường nó viết cho đúng nó, chứ không phải là viết cái caption ra. Còn Excel là bạn chọn những cái ô, những cái vùng để bạn làm đó, xác định giùm anh cái điều đó. Quay lại đây đó, thì bạn thấy là caption nè cũng là mô tả, nhưng mà mô tả này sẽ thay thế cho tên trường, nên các em lưu ý giùm anh nó, chứ không phải là nhìn vô cái phần gì
cái bảng hiển thị nói gì, cái tên bạn nhìn thấy ở phía trên đó, nó dọc tên trường nó có dấu đó không phải là gì, không phải là tên trường mà nó là cái caption. Mình phải quay lại cái dữ liệu nè, đó tức là bạn nhìn vô đây nè, bạn thấy nó là điểm trung bình và không có câu được ở đây. Ở đây bạn đánh chữ điểm trung bình giống người ta là bạn sai, mà mình phải quay lại ở chế độ design, quay lại chế độ design và bạn kiếm giùm anh cái điểm trung bình đó. Đó, bạn kiếm coi cái tên trường nó nè, đây nè, phải ở đây nè, bạn đánh y chang vậy bạn mới đúng. Nhớ nha. Nhớ nha, nhớ nha, đừng có đánh thầm bậy. Rồi, bây giờ tiếp tục á. Cái gì đây? Rồi, bây giờ giả sử một cái vấn đề tiếp theo nữa, cái điểm trung bình này á, anh quy định á, quy định nó là gì? Là nó từ 0 đến 10. Nó lớn bằng 0 và nhỏ bằng 10. Thì khi đó để tránh nhập sai thì người ta sẽ thiết lập ràng buộc ở đây. Các bạn chú ý nè. Cái chỗ validation row, nhìn cái dòng đó giùm anh. Đó, con chuột anh đang nhấp nháy đó. Validation row, thấy con chuột không ạ? À? Rồi, bạn ghi là lớn hơn bằng 0 and và nhỏ hơn bằng 10. Nhẹ nhàng vậy thôi. Đó, cái điều kiện các bạn, người ta yêu cầu của bạn lớn. Nói gì đây? Nó là từ 0 đến 10, vậy bạn cho lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10. Lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10. Nó, và đây anh cho chế độ bài thử coi. Đúng không ạ? À? Cho nha. Rồi, start bằng run. Yes. Đó. Đây, điểm trung bình. Nó, anh nhập lại gì đây? 2,3. Nó làm tròn. Thấy chưa? Làm tròn. Được chưa? Đó. Bây giờ anh sẽ sửa cái làm tròn đó nè. Đây, cái số lẻ nè, bao nhiêu số lẻ nè. Anh đợi là hai số lẻ phía sau. Đây nè, decimal length. Đây các em, decimal length. Nó, cái số lẻ phía sau nè. Nó, các em đợi hai số lẻ giùm anh. Rồi, will. Nó, 2,3. Nó đợi chế độ, đang ở chế độ bài hen. Rồi, nếu mà nó ở đây không được luôn, nó vẫn tự nhảy đó các em. Được chưa? Tự nhảy hen. Thì bây giờ thay chế độ bài nè, em để giùm anh chế độ single. Được chưa? Nó để qua chế độ single. Còn vô thi người ta yêu cầu để sao, để y chang vậy giùm anh. Vô thi các bạn không có nhập dữ liệu nhiều, nhập thường nhập một dòng một là đủ rồi. Nếu đem dữ liệu vô á, bạn nhập một dòng hoặc thậm chí bạn không cần nhập vô, thực hiện cái yêu cầu người ta thôi. Nếu người ta yêu cầu là tạo bảng và thực hiện là một. Nó đây. Rồi cái này anh đánh là 2,3 thử có được không nha. Đây, được không ạ? Tức là chế độ bài nó không hiểu. Đó, nó không hiểu. Được chưa? Thì bây giờ anh chuyển qua chế độ single. Nó đây. Thì các em thấy nó ổn. Được chưa? Rồi, cái dòng tiếp theo nữa là gì đây? Validation test. Tức là cái gì đây? Nó giống như bạn học tin B rồi, bạn sẽ biết. Nó giống như bạn thực hiện một cái ràng buộc bằng một cái ràng buộc nào đó bên Excel của bạn. Khi bạn đánh sai vô cái phần đợi người ta yêu cầu á thì lập tức nó sẽ báo bạn một cái thông báo. Được chưa? Và bạn có thể thay đổi được. Đó, ở đây anh sẽ gì? Anh sẽ đổi nó thành gì đây? Nhập số từ 0 đến 10. Tức là cái thông báo này, cái validation test này nó chỉ hiển thị khi bạn nhập sai cái điều kiện ràng buộc. Nhớ nha. Cái validation test này nó chỉ hiển thị khi bạn nhập sai cái chỗ validation ruler này, nó mới hiển thị cho bạn. Đây, will. Rồi, ở đây 2,4 ngang anh đánh số 23. Nó báo bạn nè, nhập từ 0 đến 10. Nó tức là đưa ra bạn một cái thông báo với điều kiện bạn đã nhập sai rồi thì yêu cầu bạn phải nhập lại cho đúng. Nó ra nhập lại là 3,7, lập tức nó cho bạn được. Nó rồi đây anh giả sử là Trần Thị Cúc. Nó thì bạn thấy lập tức nhảy màu đỏ cho bạn. Nó mã số sinh viên là 20123 434 vậy chẳng hạn. Đó, DH 19 QT giả sử. Điểm trung bình bạn ấy là 5,7. Cái này là 6,9 chẳng hạn. Đó bạn thấy, nhập dữ liệu vô. Đúng không? Rồi, tiếp theo. Rồi các bạn ghi chú giùm anh tới đây giùm anh đi. Ghi chú những gì nãy giờ anh chỉ tới đây giùm anh. Thao tác lại giùm anh, sau đó anh hướng dẫn tiếp. Rồi, tiếp theo á, thì người ta sẽ ràng buộc
ở đây nè, có một cái nên sẽ nói, anh nãy anh quay lại anh chưa nói nè. Ví dụ như ở đây nè các em, cái họ tên á, người Việt mình á thì thông thường các em sẽ là họ Nguyễn nhiều và họ Trần. Họ Nguyễn và họ Trần là hai họ nhiều nhất của người Việt. Được chưa? Đó, ở Việt Nam. Được chưa? Thì các bạn thấy thì khi đó thay vì ngồi đó đánh từng người từng người từng người thì người ta sẽ đưa ra một cái yêu cầu là bạn nhập vô cái giá trị mặc định là họ Trần chẳng hạn. Đó, tức là mở lên nó sẽ có chữ Trần trước. Được chưa? Thì khi đó cái chỗ họ và tên này các em. Đó. Đây, cái chỗ đây nè các em. Default value nè, con chuột nhấp nháy nè. Đó. Để ý con chuột nha. Đó, cái dòng đó nha, giá trị mặc định. Các em đánh chữ Trần vô vậy mà. Đó. Được chưa? Ngay chỗ con chuột nó đang nhấp nháy đó. Default value, giá trị mặc định ha, giá trị mặc định. Đó, rồi. Will. Thì các bạn thấy nè, lập tức các bạn thấy có chữ Trần sẵn nè. Thì bạn có thể là xóa nó đi. Được chưa? Bạn đánh này họ khác, thí dụ như họ họ Bùi. Bùi Văn Hậu. Nó vẫn dạng vậy. Đó, thì bạn thấy là cái Trần nó có sẵn nè. Đúng không? Cái Trần nó sẵn. Rồi, tiếp tục. Ở đây người ta gọi đây là giá trị mặc định nha em, giá trị mặc định. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Ngày tháng thí dụ như ngày học. Tức là ngày bắt đầu học á, anh ghi tắt là ngày học. Thì dữ liệu ở đây là ngày tháng. Được không? Giải thích đây là ngày bắt đầu học. Giả sử ngày bắt đầu học các bạn là gì đây? Là ngày 14 tháng 2 năm 2022. Đó. Tức là ngày học nhập học các bạn là không được trước cái ngày 14 tháng 2 năm 2022. Thì người ta sẽ yêu cầu bạn ràng buộc làm sao? Là ngày nhập học bạn phải là từ ngày 14 tháng 2 năm 2022 về sau. Đó. Thì khi đó bạn sẽ ràng buộc giùm anh chỗ công thức này nào bạn. Vẫn là variation rule nè. Bạn đánh giùm anh là lớn hơn bằng. Đó, lớn bằng. Được chưa? Mở dấu thăng ra. 2022 sạc sạc 02 sạc 14. Đóng dấu thăng lại. Enter. Nữa nha. Nhìn kỹ nè, chỗ ràng buộc bằng công thức đó, version rule nè. Lớn hơn bằng mở dấu thăng ra 2022 sạc 02 sạc 14. Đóng dấu thăng lại. Hoặc là một số máy các bạn chỉ cần đánh 2022 sạc 02 sạc 14 thì nó tự động nhảy dấu thăng cho bạn. Tuy nhiên nhiều khi nó không nhảy thì mình hơi mệt. Đó, nhiều khi nó không nhảy thì mình hơi mệt. Nên anh khuyên các bạn nên được thì đánh cái ông về giùm anh luôn. Thì nó ràng buộc là bạn bắt buộc phải nhập là sau học từ ngày 22 tháng 2 trở về sau. Đó, đây thông báo là nhập học. Nhập từ ngày 22 đó, từ ngày 14 tháng 2 năm 2022 về sau. Đó, tức là nếu như mà nó nhập sai á, nhập sai nè thì lập tức nó báo về cái thông báo này. Được. Nếu nhập sai thì lập tức nó báo cho bạn cái thông báo này. Rồi bây giờ will nè. Đó, yes. Yes. Đó, rồi. Ở đây nè, ngày nhập học nè. Anh đánh giả sử 2022 tháng 2 ngày hôm nay đi, ngày 22. Enter. Được chưa? Đó, nó chờ. Thấy không ạ? Rồi. Nhưng mà nếu anh nhập gì đây? 2021 tháng 12 ngày 23. Ngày 23 tháng 12 năm 2021. Enter. Nó yêu cầu bạn phải nhập từ ngày 14 tháng 2 về sau. Phải đó mà. Đó. Nhưng mà anh này anh đổi thành 22, coi cho không nha. Nó cho. Nè. 23 tháng 12 cho phép. Được, 23 tháng 2. Được. Thấy không ạ? Đó, thì bạn chú ý cho mình cái này. Rồi. Bây giờ ngày kết thúc. Đó. Đất học. Ngày kết thúc khóa học.
Đó. Ở đây thì anh sẽ đưa ra một cái ví dụ là ngày kết thúc khóa học các bạn nó là gì đây? Nó sau ngày học là 3 tháng. Được không? 3 tháng. Và anh sẽ thêm một cái điều kiện hiển nhiên nữa là ngày kết thúc nó sẽ lớn ngày nhập học. Đúng không? Đó. Dạ. Đó là điều kiện hiển nhiên tại vì nó sau 3 tháng rồi. Được chưa? Và lớn hơn là điều hiển nhiên. Đó, nên ở đây các bạn sử dụng gì đây? Một là bạn dùng hàm manh. Hai, dùng ngây thơ. Ở đây. Đó, mở ngoặc ra nè, Vesson Rule nè. Nhưng mà ở đây các bạn lưu ý nè. Đây làm việc với hai trường nha, đang làm việc với hai trường. Nên bạn sẽ chịu khó dùng manh thêm một chỗ nữa là bạn đặt con chuột ở cái trường ngày kết thúc các bạn nè. Bạn lít chuột phải, bạn chọn Robenty. Lít chuột phải Robenty. Hoặc bạn vô thẻ design, vô trong thẻ design nè, có chữ Robenty Sheet nè, mở này lên cũng được để làm sao hiển thị cái Robenty Sheet cho bạn. Và khi đó bạn sẽ thấy cái chữ Evaluation Rule ở bên này, nó Evaluation Rule ở bên này, được chưa? Đó, tại vì cái này bạn đang so sánh với hai trường, bạn đang so sánh với hai trường thì bạn cần nó nằm ở Robenty Sheet chứ không thể nằm ở General nữa. Nó general nó giống như một cái ô bên Excel vậy các bạn. Nó mình đâu có so sánh được cái ô đó mà đem lôi đầu với ô khác thì bạn phải gì? Nó nằm ở cùng một cái sheet. Nên là vậy. Nên phải mở cái rule container sheet ra. Và ở đây mình biết công thức. Thì bạn có thể lít chuột phải bạn zoom lên công thức cho các bạn dễ nhìn. Đó, có thể lít chuột phải zoom lên để bạn dễ nhìn công thức. Đó, ở đây nè, anh đặt con chuột nè ở cái version rule ở bên rule container sheet nha các em. Đó, lít chuột phải zoom lên các bạn dễ nhìn. Gì đây? Cái điều kiện thứ nhất á, là 3 tháng thì anh có thể dùng cái gì? Mình mở hoặc ra. Đó. Có gì đây? Mở hoặc tròn rồi mở hoặc vuông. Excel các bạn là chọn ô. Thì bên Asset các bạn đánh tên trường ngày kết thúc. Đóng hoặc vuông, đóng hoặc tròn. Trừ mình ngày bắt đầu. Ngày học. Đóng hoặc vuông, đóng hoặc tròn. Đó, và anh đặt cái ngoặc tròn ngoài luôn. Nó yêu cầu nó phải bằng 3. Đúng bằng 3. Đó, tức là kết thúc các bạn trừ bắt đầu phải đúng bằng 3. Đây, anh phóng to chút xíu cho các em dễ nhìn. Cái phông thay vì phông 12, 12, 10 thì anh sẽ tăng lên là thay đồ man. Thay đồ man là cái chữ dễ nhìn nhất. Đó, và đây 8 thôi thì anh sẽ tăng lên 15 để cho các em dễ nhìn nha. Ok, đây, nè. Cái manh này các em chú ý cái ngoặc này nè, cái ngoặc này nè nó giống như hai ô Excel anh đóng rồi đó nghe. Rồi cái manh này các em thấy mở ngoặc manh nè, anh đóng ngoặc manh là nè. Và trong đây bên Excel các bạn là một ô thì đây bạn đánh tên trường và tên trường bạn phải đặt trong ngoặc vuông, tên trường phải đặt trong ngoặc vuông trừ cho cái manh ngày học. Ok, đúng nó bằng 3 nha. Rồi view thử nha. Rồi đây là ngày bắt đầu học, bây giờ kết thúc anh nhập là 2022 tháng tháng 5 ngày 23 Inter nó cho phép. Nó rồi bây giờ anh nhập tháng 4 hay nó lập tức báo lỗi các bạn. Bạn có một cái ràng buộc nè, nó báo cái ràng buộc nè. Đúng bằng 3. Rồi bây giờ nó là tháng 5 luôn. Nhưng mà gì đây? Ngày của anh là giả sử là ngày 20 ngày 12 đi. Đây cho phép. Tại vì nó chỉ lấy cái month thôi. Cái month thôi nha các em. Còn nếu như em muốn nó bằng đúng 90 ngày thì em lấy ngày kết thúc em trừ cho ngày nhập học nó bằng 90. Đó, tức là đúng bằng 90 nó mới tính. Bây giờ còn này anh chỉ lấy cái trường hợp là nó bằng 3 tháng. Được chưa? Đó, tức là anh lấy cái mành nó thôi, hiệu hai này trừ nhau bằng 3. Rồi, và anh thêm một cái trường hợp nữa nè nghe. Anh thêm một cái nữa là gì đây? Anh and phía sau. Các bạn lưu ý trong Excel hàm and các bạn đặt ở giữa. Đặt ở đầu, đặt ở đầu. Trong Access hàm and hàm or các bạn đặt ở giữa, các bạn đọc làm sao các bạn viết như vậy. Đó, trong Access hàm and hàm or các bạn đặt ở giữa, các bạn đọc làm sao viết như vậy. Đó. Và ở đây anh muốn nhấn mạnh bạn thêm một cái gì đây? Một cái nữa là để bạn biết là hàm and hàm or đặt ở giữa thôi chứ cái điều kiện này là điều kiện hiển nhiên rồi. Đó, tức là gì đây? Cái ngày kết thúc các bạn á. Được chưa? Đóng bằng vuông nè. Nó lớn hơn ngày bắt đầu.
ngày học. Cái điều này là điều hiển nhiên, nhưng mà anh vẫn đưa vô đây với mục đích để cho các bạn biết cách dùng của hàm and, hàm or và cách viết so sánh giữa hai trường. Được rồi. Chứ không phải là cái gì hết. Tại vì gì đó, bạn cho cái manh của kết thúc trừ ngày học nó bằng 3, đó là điều hiển nhiên rồi. Nó nên chắc chắn hiển nhiên rằng kết thúc nó phải lớn ngày học rồi. Được chưa? Nhưng anh đưa ở vô đây nhằm mục đích giới thiệu cho các bạn là cái gì? Cách dùng hàm and và cách so sánh với hai trường. Enter. Đó. Đây. Yes. Nó thông báo gì cứ yes giùm anh. Rồi các bạn thấy nè. Này, tháng 6 nó báo lỗi nè. Đó, tháng 5 ngày 28 nó vẫn được. Được chưa? Đó, thì các em chú ý giùm anh chỗ này. Và nếu em muốn thay đổi cái thông báo đó thì em nhập vô cái chỗ validation test. À, anh ghi đây chữ thông báo ngắn gọn thôi. Đó, thay vì nãy thông báo là một đống chữ thì bây giờ anh đó là một cái thông báo thôi. Enter. Đây. Nhập sai giả sử tháng 7, tháng 8. Đây. Ủa sao cái này kỳ vậy? Ở đây là tháng 5 đây. Quay lại coi, nói ra gì đây? Validation test. Thì chữ thông báo thôi. Ok. View lại coi. Tháng 7. Đây, nó ra thông báo nè. Nãy có thể là nó chưa có lót cái thông tin kịp. Đúng không? Đây các bạn thấy nè, cái này thông báo nè, nhập sai lập tức thì thông báo rồi. Tháng 5. Yên tâm. Được rồi, quay lại nè. Đó, đây anh mở lên công thức cho các em tham khảo nha. Được rồi, các em lưu ý nè, viết nếu đang so sánh ở hai trường thì bạn phải viết ở cái romanticist, cái chỗ validation row. Còn nếu đang thực hiện ràng buộc của một trường thì bạn viết ở bên general thôi. Phân biệt giùm anh. Phân biệt là bạn đang so sánh ở hai trường hay là bạn đang lập điều kiện cho một trường. Phân biệt giùm anh nha. Làm việc với hai trường, ba trường nó khác hoàn toàn với làm việc với một trường. Lưu ý giùm anh điều đó. Rồi, các em ghi chú cẩn thận vô giùm anh. Mà các em sửa vô. Rồi, mời các em tiếp tục. Rồi, thì đó là những cái mà thường hay gặp trong đời thi. Người ta có thể cho. Được chưa? Rồi, giữ cái này nha, chút xíu. Còn một dạng nữa là lớp cúp, nhưng mà phải có thêm một cái bảng nữa. Được chưa? Cái đó thì chút xíu anh sẽ làm cho các bạn. Rồi, còn một cái nữa nè. Cái này... Ok. Một cái dạng nữa nè. Thì ở đây các bạn có thể chèn thêm một cái nữa giùm anh nha. Họ tên. Rồi chỗ giới tính nè. Insert round nè nghe. Insert round nè. Trong cái thẻ design nè. Hoặc click chuột phải cũng được nha. Click chuột phải insert round cũng được. Chèn thêm một cái nữa giùm anh là giới tính đi chẳng hạn. Đó. Giới tính thì đây là các bạn là dữ liệu nó là nam nữ nha. Là yes no. Được chưa? Giới tính. Nha. Yes no. Thì ở đây á, thông thường các bạn nhập vô nè các bạn. Các bạn chú ý nha, dòng giới tính nè. Nó kiểu dữ liệu là yes no. Đó. Ok. Thì bạn thấy nè. Cái chỗ này các bạn là check vô. Check vô. Được chưa? Được chưa? Đó, thì cái này người ta gọi đây là chế độ là checkbox. Được chưa? Thì bạn chuyển chọn cái dòng giới tính này giùm anh nha, chọn dòng giới tính này giùm anh. Chuyển qua cái lớp cúp nè, chuyển qua cái lớp cúp nè. Đó, thì bạn thấy nè, đây là cái chữ này nè các em, đây là chữ checkbox. Checkbox. Thì bạn sẽ đổi giùm anh thành cái chữ đó là textbox. Lưu ý nè, đổi qua textbox. Bạn nào mà không đổi được textbox thì chuyển qua keyboard luôn. Được chưa? Bạn từ checkbox đổi qua textbox. Textbox không được thì đổi qua keyboard giùm anh. Sau đó quay lại general. Sau đó quay lại general giùm anh. Thì cái chỗ format này nè, bạn sẽ đánh chữ nam, chữ nữ tùy thuộc vào đề bài người ta yêu cầu. Đó, ví dụ anh đánh chữ nam trước, đặt trong ngoặc kép giùm anh. Chấm phẩy, đây là dấu phân cách đối số nữ. Lưu ý, phân cách đối số của bạn là phẩy hoặc là chấm phẩy. Anh yêu cầu các bạn đổi qua chấm phẩy hết, tất cả đổi qua chấm phẩy giùm anh rồi. Nha. Anh yêu cầu các bạn đổi qua chấm phẩy giùm anh rồi. Đó, sau đó bạn quyền. Đây, nó thành nam hết. Thì bạn cái này bạn muốn đổi nó thành nữ. Nha. Bạn muốn đổi thành nữ các bạn. Đó, bạn muốn đổi cái này thành nữ. Thí dụ Trần Thị Cúc là nữ. Thì các bạn sẽ đánh giùm anh đó. Ra đây nè. Bạn sẽ đánh là giùm anh đó, là 0 hoặc là 1. Đó, ví dụ anh đánh số 0 thì đó là nam. Bây giờ anh đánh số 1. Anh đánh số 1, nó sẽ ra nữ cho các bạn. Được chưa? Đó, tới đây bạn, tại vì nhiều khi bạn đưa dữ liệu vô bạn sửa thành cái checkbox, textbox á, nó không phải lúc nào cũng chính xác dữ liệu 100%. Bạn phải sửa lại dữ liệu nó cho nó phù hợp.
Được, tức là ra đây nè, các bạn sửa giùm anh nó đánh số 0 hoặc là số 1. Lưu ý, cách này chỉ áp dụng khi và chỉ khi dữ liệu của bạn là yes no. Dữ liệu của bạn là yes no. Và thứ hai, các bạn lưu ý chữ nam nữ này, các bạn phải coi phụ thuộc vào đề bài người ta yêu cầu là nam trước hay nữ trước. Phải coi kỹ giùm anh là nam trước hay nữ trước giùm anh. Phải coi kỹ giùm anh là nam trước hay nữ trước. Người ta yêu cầu nữ trước, bạn đánh nam trước là bạn sai hoàn toàn. Và ngược lại. Phải chú ý kỹ giùm anh. Rồi, sau đó bây là xong. Bây giờ anh hướng dẫn các em cái phần ý tiếp theo, đó là đặt khóa chính. Đặt khóa chính thì các bạn lưu ý nè. Đó, nó phụ thuộc vào đề bài người ta yêu cầu khóa chính là cái gì. Đó, ví dụ khóa chính là họ tên và mã số sinh viên và điểm trung bình, tức là có 3 khóa chính. Thì các bạn nhấn giữ control để chọn các dòng không liên tục và nhấn giữ shift để chọn các dòng liên tục. Lưu ý trong một table nó có thể có một hoặc hơn một khóa chính. Nha, có thể có một hoặc là nhiều khóa chính nha các em, lưu ý nha. Trong một bảng có thể có một khóa chính hoặc là nhiều khóa chính. Đó, thí dụ ở đây anh chọn nè, họ tên nè, nhấn giữ control, mã số sinh viên, nhấn giữ control, điểm trung bình. Sau đó bạn chọn khóa chính. Đúng nha, chọn khóa chính. Mỗi một cái bảng có thể có một khóa chính hoặc nhiều khóa chính. Được chưa? Đó là vấn đề tiếp theo. Rồi, còn một vấn đề nữa để anh nói luôn để thôi anh quên. Đó, là ví dụ như là cái họ tên các bạn nè. Ở phía dưới nè các em chú ý nè. Ở phía dưới nè các em có một cái chữ rewrite nè các em. Đây, rewriter nè. Đó, các em sẽ thấy cái chữ yes no. Đó, rewrite nè các em. Đó, ở chỗ anh bôi đen nè. Đó, chỗ rewrite nè. Cái chỗ này á có nghĩa là gì đây? Dữ liệu các bạn có bắt buộc nhập hay không? Dữ liệu các bạn có bắt buộc nhập hay không? Nếu nhập bắt buộc thì bạn yes và không bắt buộc thì bạn chọn no. Tức là nhập cũng được và không nhập cũng được. Nha, nhập cũng được hoặc không nhập cũng được thì bạn chọn chế độ là no. Còn bắt buộc nhập thì bạn chọn chế độ yes. Và lưu ý yes no hay cái này thì các bạn lưu ý đọc kỹ đề bài thi người ta yêu cầu. Đọc kỹ đề bài thi yêu cầu. Thì đó là những cái ý mà cơ bản để tạo một cái table người ta có thể hỏi các bạn. Rồi, tạo khóa chính và thực hiện các ràng buộc, các bạn thao tác là giùm anh những cái này trong vòng thời gian là 5 phút và thao tác kỹ giùm anh. Đó, ghi chú lại, cái nào không hiểu thì hỏi. Được chưa? Rồi, mời các bạn sửa vô. Tiếp theo á, thì là anh sẽ hướng dẫn các em á, là đem dữ liệu từ Excel vào Access cũng như xuất dữ liệu ra. Để đem dữ liệu vô á, thì các em chú ý nè, các em vô External Data này giùm anh. Dạ, External Data. Đem dữ liệu vô thì em thấy nè, có chữ Input lên. Còn nếu ra thì các em gặp chữ Export. Đó, còn đối với bạn nào mà dùng Office 2019 á, thì chủ yếu nè, các bạn thấy ở đây có bên góc trái, anh nhớ không nhầm là bên góc trái, nó có chữ Import, các em sổ xuống thì em sẽ thấy có những cái giao diện giống như vậy nè. Anh nhớ hình như là 2019. Đó, 2019 các bạn giao diện nó hơi khác chút xíu. Còn 2010, 2013, 2016 các bạn thấy giao diện nó gần như giống anh. Thì nhớ giùm anh, Export nó là đem dữ liệu vô và Export là đem dữ liệu ra. Đó, thì ở đây người ta có thể đem dữ liệu từ Excel vô, từ Access vô, đó, từ Test vô. Tùy thuộc vào đề bài người ta cho đem dữ liệu từ đâu thì các em làm tương tự. Rồi, thì các bạn quan sát cách làm đem dữ liệu vô Excel. Rồi, ở đây các em thấy nè, em chọn Excel xong nó hỏi cái đường dẫn. Được chưa? Thì anh gửi cho em là dữ liệu thô, thì các em có thể vô đó em kiếm nha. Đó, đây. Đây. Dữ liệu dạy học nè, Access nè. Đó, ở đây có bảng khách hàng, bảng chi tiết, nhân viên, hóa đơn gì đó. Đó, thì đây. Ví dụ anh em cái bảng khách hàng. Được chưa? Rồi, bạn nhấn OK. Rồi, Open. Rồi, đây, nó ra được cái bảng Export này. Được chưa? Thì em thấy nè, nó nằm cái dữ liệu bạn khách hàng nó show cái WhatsApp em, vậy em chịu hay không? Nó không chịu thì sửa, còn nếu chịu rồi thì mình đi tiếp. Nha. Đó, rồi, sau đó mình né tới. Rồi, bước này các bạn lưu ý nè, nó có một cái dòng là first row constraint column heading. Nó hỏi bạn cái dòng đầu tiên các bạn nó có phải là cái column heading hay không? Hay gọi một cái gọi khác á, anh hay dùng á, là hỏi bạn là dòng đầu tiên có phải là tên trường hay không? Thì bạn nhìn nè, cái mã khách hàng, tên khách hàng và nhìn dưới nè, các bạn thấy nó khác dưới hoàn toàn, nên đó là sẽ là tên trường. Nhìn nha, chứ không phải là muốn làm sao làm nha. Nó tức là cái dòng đầu tiên các bạn là tên trường. Nó cái điều này rất quan trọng nha. Nó nếu không bạn không ấy thì hồi bạn phải xóa cái dòng đó và bạn đánh lại cái một cái dòng khác nữa. Nó rất là phiền. Rồi. Nét qua. Rồi, ở bước này các bạn không đụng tới gì hết. Đây các bạn, bước này nè, anh nhắc lại nè. Cái bước này nè, các bạn mở lên coi cho vui thôi.
Nếu qua bước tiếp theo nè, các bạn thấy nè, nó hỏi bạn, bạn coi coi cái dòng đầu tiên có phải là trường hay không. Nếu đúng thì chết vô giùm anh, chứ không phải là không quên nha. Không có quên nha, phải nhìn kỹ giùm anh có phải là tên trường hay không. Nếu có thì chết, không có thì thôi. Rồi, bước thứ ba, bước này không đụng gì tới. Không đụng gì tới bước này nha. Nó bước này thật ra nó hỏi bạn tên trường rồi kiểu dữ liệu rồi rồi index dữ liệu bắt buộc nhập hay gì không đó. Đó thì các bạn không đụng tới. Ngồi ra ngoài kia chỉnh. Nếu qua bước tiếp theo. Bước này khóa chính. Tạo ra một cái ID để làm khóa chính. Quan sát kỹ nha. Let nè là tạo ra end thêm một cái gì? Một cái ID nè. Đó để làm khóa chính. Hoặc là bạn chọn khóa chính ở trong những cái dữ liệu này. Đây, cái nào đó là khóa chính. Nhưng mà bạn nhớ giùm anh, bạn chọn không khóa chính giùm anh. Bạn chọn không có khóa chính giùm anh. Tại vì không phải lúc nào một bảng các bạn chỉ có một khóa chính. Nên bạn để không khóa chính giùm anh, sau đó một hồi mình sẽ chỉnh sửa lại. Được chưa? Khi nó đem dữ liệu vô hoàn chỉnh rồi mình sẽ chỉnh sửa lại. Nhớ nha, chọn không khóa chính giùm anh nha. Đó. Bước này là cái bước nè các bạn, cái bước này nè, các bạn nhìn nào quan sát nha. Bước này các bạn không đụng gì đến nha. Qua bước này bạn chọn không khóa chính giùm anh nha. Rồi next. Đặt tên bảng thì chú ý người ta đặt tên bảng như thế nào thì đặt đúng cho anh. Ví dụ bạn đem vô là bảng khách hàng, đây là cái tên bảng thì bạn đánh có dấu được cái bình thường nha, không phải là tên trường nha. Đây là bảng, tên bảng nha, cái tên của cái bảng bạn đem vô nha, fitness nó thì bạn thấy nè, lập tức có bảng khách hàng cho bạn. Rồi chắc này bạn lấy chuột phải bằng design, bạn lấy chuột phải bằng design cái bảng khách hàng thì đây cái giao diện y chang hồi nãy mà mình học được chưa? Đó, nhưng mà cái này các bạn thấy là nó sẽ có dữ liệu cho bạn, nó có dữ liệu sẵn mà không có đánh. Được. Cái bước này là người ta gọi là đem dữ liệu vô. Nó rồi cái này bạn thực hiện các ràng buộc theo yêu cầu đề bài. Nó nằm ở trong cái file giáo trình asset hoặc là cái file mà giáo trình tin A các bạn đó, nó có đó. Đây. Ở đây nè, giáo trình tin A nè. Hoặc là giáo trình asset anh lấy trong giáo trình asset nè. Thì bạn thấy nè. Đây. Cái bảng đem vô là bảng khách hàng nè. Nó được chưa? Tên phái nè. Được chưa? Nó họ lót luôn kia nè. Được chưa? Đây có phải không đây? Được chưa? Nó. Bảng hóa đơn, bảng sản phẩm nè. Được chưa? Bảng khách hàng nè, nó gồm mã khách hàng nè. Cái field size 5 nè, giải thích là mã khách hàng nè. Thì bạn qua bên bảng dữ liệu bạn nó bên đây các bạn là test nè, giải thích nó là mã khách hàng nè, nó rồi cái field size này, cái field size là 5 hả? Rồi, để anh coi lại cái dữ liệu coi nha, coi phải field size 5 không. Đây field size các bạn là 5 nè, thấy không nè, field size là 5 nè. Nó tức là khi đó bạn làm theo cái yêu cầu của đề bài, đây cái field size bạn là 5 nè. Đó, đây. Được chưa? Rồi tương tự vậy, những cái tiếp theo của bạn là gì đây? Tên khách hàng nè, field size 50 giải thích tên khách hàng nè. Rồi bạn đánh y chang mấy cái này giùm anh nè. Đó. Do nó có nằm trong cái giáo trình tin A. Ở bài giáo trình asset cơ bản hoặc là bài tập thực hành asset 1 cũng được nữa. Nó cũng có nè. Nó cũng giống giống nhau. Đây. Nè. Học viên lớp à, cái này không phải rồi. Bảng khách hàng đồ kia nè. Đây, khách hàng nè. Nó field size 5 nè. Được chưa? Đó tự tự. Hoặc là bạn lấy trong cái cuốn giáo trình na anh gửi cho em á. Đó, tức là cái file đó nó giống giống nhau hết. Được chưa? Rồi. Đây. Field size 5 giải thích là mã khách hàng caption nè các bạn thấy không? Nó ghi ở caption nha. Nó. Hoặc là người ta ghi ở cái gì rồi bánh tì. Bạn phải đọc kỹ nha, con người ta ghi ở đâu. Đó. Phải đọc kỹ rồi, đề bài người ta yêu cầu ở đâu? Ở direction này hay là ở caption nha. Đó, cái bài này ở các bạn ghi ở phần direction hết cho anh nha. Rồi, này là tên khách hàng. Nó giải thích là gì đây? Là tên khách hàng, được chưa? Rồi. Hoặc là bạn mở cái cuốn giáo trình tên A lên. Đây, nên mở cuốn giáo trình tên A lên cho đồng nhất dữ liệu nha. Bạn mở cuốn giáo trình tên A lên giùm anh. Đây nếu em thấy nè, cái giáo trình tên A nè,
cho bạn khách hàng nè. Đâu rồi? Đây. Đó, người ta là rồ bánh tây nè. Giải thích nè, direction nè. Đó, người ta rõ ràng nha. Được chưa? Mình sẽ làm theo. Tên công ty Fieldside 50. Đó, tên công ty Fieldside nó là 50. Rồi, tiếp theo các bạn điện thoại. Tiếp theo điện thoại khách hàng Fieldside là 10. Đó, điện thoại khách hàng Fieldside là 10. Sau đó người ta cái mẫu input á, người ta mẫu đánh sao y chang, bạn dùng đánh vậy. Mở hoặc ra 1, 2, 3 số 9, đóng hoặc lời, cách ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số 0 và 1 số 9. Được chưa? Ở đây là mấy số 0 đây? 3, 6 số 0 và 1 số 9 thôi. Đó. Được chưa? Thì khi đó nó nhảy cái test này nè các bạn. Nhảy cái test này sao kệ nó nha, các bạn đừng quan tâm. Tiếp theo là địa chỉ khách hàng. Đó, địa chỉ khách hàng. Rồi, người ta giải thích ở đây các bạn, nó là địa chỉ khách hàng. Fieldside đây là 50. Đó, đời nói cụ thể mình luôn. Thành phố, giải thích là thành phố. Đó, Fieldside nó là như đây. Fieldside là 20. Đó, và tất cả đây là test hết. Thì anh để sổ test hết các bạn thấy. Người ta nói sao làm y chang vậy giùm anh. Đúng không? Đó, rồi sau đó nè, đặt khóa chính. Thì muốn biết khóa chính á, thì các bạn nhớ giùm anh. Một là người ta nói, hai thì bạn sẽ nhìn giùm anh cái field name nè. Đó, coi coi nó có cái nào đặc biệt hơn so với những cái khác. Thì đó là khóa chính. Cụ thể đây mã khách hàng, đây có dấu gạch chân, mấy khác không có. Thì đó là khóa chính. Do khóa chính người ta sẽ đưa hình chìa khóa ra, hoặc là làm một cái dấu hiệu gì đó đặc biệt hơn so với những cái khác, thì người ta gọi đây là khóa chính. Đó, được chưa? Sau đó các bạn gì đây, đặt khóa chính ở mã khách hàng nè. Rồi, sau đó mình view thử nè. Thì dáng này các em chú ý nha, chú ý nha, nó có một cái thông báo Index or Remix hay cannot contain on available. Được chưa? Đó, chú ý cái thông báo này giùm anh. Chú ý cái thông báo này giùm anh. Nôm na là cái gì? Cái dữ liệu ở cái bảng gì là ở dữ liệu á, ở trong cái trường mà trước khóa chính đó các em á. Cái dữ liệu trong cái trường mà trước khóa chính đó các em, nó không được chứa những dữ liệu trống. Được chưa? Tức là cái trường mã khách hàng các bạn nè, nó có chứa cái dữ liệu trống. Được chưa? Nên bây giờ anh phải tắt khóa chính đi. Anh phải tắt khóa chính đi. Và anh sẽ quay lại cái bảng dữ liệu bình thường. Đó, anh coi coi. Nè, cái dữ liệu nè các em. Đây là dữ liệu nè. Đó. Được chưa? Những cái dòng này nè, người ta gọi là record hoặc là dữ liệu. Đó, được chưa? Và nó chứa những cái dữ liệu trống. Thì các bạn lưu ý, đối với một cái table thì cái dữ liệu nè, cái cuối cùng nó là cái dấu sao. Đó, cái cuối cùng nó là cái dấu sao. Và những cái này nè, những cái record nè, các em thấy là có những cái record nó trống nè. Đó, có rất là có khoảng 5 cái record trống. Đó là lý do tại sao không để tạo khóa chính. Và đây là một cái bẫy mà đại bàn người ta cho các bạn. Lưu ý nha, trong khi mà các bạn ra cái bảng nè, cái bảng bình thường nè các bạn, đây là table nè. Đó, thì cái dữ liệu các bạn nè, nó hết bảng á, thì nó khi đó là cái gì? Nó là dấu sao nè, nó liền kề nè. Nó dấu sao phải đặt ở đây nè. Đó, thì nó mới là cái dữ liệu, cái bảng mình nó hết rồi. Đó, và cái này nè các bạn lưu ý nè, nó là những cái record trống, thì các bạn nhấn delete trên bàn phím các bạn. Là xong. Nhấn cái phím delete trên bàn phím á. Cái chữ delete nha, chứ không phải mũi tên nha. Nó hoặc list phải bạn xóa từ từ tùy bạn. Đó. Và sau khi làm xong bạn thấy nè, cái dấu sao bạn nè, đặt liền kề cái dòng cuối cùng nè. Đó, quay lại. Thì cái này bạn tạo khóa chính vô. Quay lại. Bình thường nha. Nhớ nha. Đó. Đây là cái lỗi mà người ta bẫy các bạn nha. Rồi các bạn có 3 phút để làm xong cái bảng này giùm anh. Khẩn trương. Rồi thì các bạn đã đem vô bảng rồi và đặt khóa chính xong rồi. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn được chưa? Là tạo liên kết. Là nhiệm vụ tiếp theo của mình. Đó là tạo liên kết. Muốn tạo liên kết thì bạn nhớ giùm anh. Đó, có 4 lưu ý. Lưu ý thứ nhất là ở mỗi bảng đều phải có khóa chính. Có một hoặc là nhiều khóa chính tùy thuộc vào đề bài nha. Tất cả các bảng phải có khóa chính. Lưu ý thứ hai, đóng hết tất cả các bảng lại. Đó các bạn thấy nè, giữ lại, đây là cái này người ta gọi là mở bảng nè. Rồi, đóng nó lại. Đó, rồi, lưu ý thứ ba và thứ tư thì chút xíu mình làm mình mới nói. Rồi, sao ở đây anh nói lưu ý thứ nhất, thứ hai thôi. Rồi, thì bây giờ để tạo liên kết thì các bạn thấy nè, khóa chính đủ rồi, đóng bảng rồi. Rồi, các bạn vô data tool.
Các bạn chọn Relationship. Thì nó hỏi bạn đem vô cái bảng nào. Ở đây mình cần đem 5 bảng luôn. Add vô. Rồi, thì người ta có thể là cho các bạn cái hình liên kết như thế nào đó, thì bạn làm theo. Lỡ không cho hình, nhớ giùm anh một nguyên tắc. Tên thường giống nhau ở hai bảng, kéo lại với nhau. Ví dụ, mã hóa đơn ở bảng chi tiết, ở đây mã hóa đơn, mã hóa đơn. Bạn nè, chọn như nè, chó sáng nè. Đè con chuột trái. Rồi nó kéo nó qua bên đây, giống như bạn kéo copy á. Đó, rồi buông ra. Rồi mã hóa đơn của bạn hóa đơn vị chi tiết nè. Chết 1, chết 2, chết 3. Rồi kiểu liên kết là 1 1 hay 1 nhiều kệ nó. Rồi. Tương tự mã khách hàng. Gặp đây mã khách hàng, bạn kéo từ đâu qua được cũng được hết á, từ khóa từ không có khóa qua khóa chính cũng được, từ khóa chính qua không qua không có khóa cũng được. Đây. Mã khách hàng, kéo nó qua mã khách hàng. 1, 2, 3. Chết chưa? Mã nhân viên, kéo qua mã nhân viên. Mã nhân viên liên kết với mã nhân viên, hóa đơn và nhân viên liên kết với nhau. 1, 2, 3. Nhớ chế độ 3 ô nha. Mã sản phẩm, kéo qua các bạn chi tiết nè. Chết 1, chết 2, chết 3. Do sản phẩm chi tiết, rear. 5 bảng được liên kết với nhau. Đúng không ạ? Người ta gọi đây là relationship hay gọi liên kết. Phần này hầu như chắc chắn thi. Anh nhắc lại nguyên tắc của tạo liên kết. Thứ nhất là khóa chính. Ở tất cả các bạn phải có khóa chính. Thứ hai là phải đóng hết tất cả các bạn lại. Rồi sau đó, tùy thuộc vào đề bài người ta cho cái mẫu nó như thế nào, thì các bạn làm giống như anh. Đó. Còn nếu không thì nhớ giùm anh một nguyên tắc. Tên trường ở hai bảng. Tên trường ở hai bảng mà nó giống nhau thì kéo nó với nhau. Đó. Và nhớ chết đủ giùm anh 3 ô. Đó, bây giờ muốn xóa khóa, ở xin lỗi, xóa liên kết thì bạn nhí đúp lên cho nó sáng đèn đang đậm lên các bạn. Đó. Được chưa? Rồi nhấn cái phím delete trên bàn phím. Đó, được chưa? Nè, nhí đúp vô nè. Được chưa? Chọn cho sáng đậm nè. Delete. Cái chữ delete nha, mã khách hàng liên kết với mã khách hàng. Chết 1, chết 2 và chết 3. Mã sản phẩm liên kết với mã sản phẩm. Chết 1, chết 2 và chết 3. Rồi các bạn thao tác giùm anh. Sau đó bạn lưu lại giùm anh nha. Đó, mời các bạn thao tác lại giùm anh. Rồi cái này thì các em lưu ý nè. Ở đây các em thấy nè, tất cả các bạn đều có khóa chính nè. Khách hàng có một khóa nè, hóa đơn một khóa nè, chi tiết hai khóa nè, nhân viên một khóa và sản phẩm có một khóa. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo giùm anh cái gì? Mã nhân viên, kéo qua mã nhân viên. Đó, mã nhân viên kéo qua mã nhân viên. Được chưa? Rồi. Đó, các bạn lưu ý nè. Đây là cái file là BT sửa mới nha. Không mở bậy nha, BT sửa mới nha. Rồi, ở đây các bạn thấy đóng bảng hết rồi. Nè, các bạn thấy không còn cái bảng nào được mở nè. Đó, còn bạn nào nè mở vậy nè gọi là đang mở bảng này nha. Đó, bạn nào mở vậy nè có chữ hóa đơn cái bảng phía sau nè, là gọi đang mở bảng. Vui lòng đóng hết giùm anh. Đó là quy tắc số 2. Rồi bây giờ quy tắc số 3, các bạn kéo thử giùm anh mã nhân viên nè. Kéo qua mã nhân viên nè. 1, 2, 3. Rồi. Nó báo bạn là gì đây? Cái rồi anh xếp bạn, cái kiểu dữ liệu của bạn á, data type nè, là kiểu dữ liệu nha. Cái kiểu dữ liệu của bạn của hai cái này năm nay nó không giống nhau. Được chưa? Tức là kiểu dữ liệu của gì đây? Của mã nhân viên của bạn hóa đơn. Và kiểu dữ liệu của mã nhân viên của bạn nhân viên. Hai này không giống nhau. Được chưa? Đó, bây giờ mình sửa. Ở đây các bạn thấy nè. Nhân viên có mã nhân viên là khóa chính. Mã nhân viên này không khóa nên mã nhân viên này luôn đúng. Bây giờ các bạn sẽ mở giùm anh cái mã nhân viên ở bảng nhân viên và hóa đơn. Nhân viên click chuột phải design, tại vì nó là kiểu dữ liệu. Rồi, hóa đơn click chuột phải design. Đây. Mã nhân viên number integer. Hóa đơn mã nhân viên number long từ g. Đó, em lấy nè, bên bảng hóa đơn nè là long từ g, bảng nhân viên là integer. Mà nãy anh nói cái gì, mã nhân viên các bạn ở bảng nhân viên nè nó là khóa chính nên nó luôn đúng.
Thì cái hóa đơn này đó bạn phải sửa thành integer, tức bạn phải sửa cho nó giống, bạn phải sửa cho nó giống, được chưa? Đây là sai trường hợp số 3, là sai kiểu dữ liệu nha, kiểu dữ liệu nha. Đó, mà đây bạn phải sửa. Trường hợp cả hai đều khóa chính hết thì bạn coi coi, bạn quay lại cái đề bài coi mình có sai chỗ nào không, được chưa? Còn nếu đã đúng hết rồi, coi cái đề bài người ta có cho cụ thể không, thì khi đó bạn nhớ cái nào mà cho trong giấy á là cái đó đúng, cái nào cho trong giấy thì cái đó đúng, nhớ gì bạn điều đó nha. Rồi sau đó bạn lưu lại. Yes, rồi nhân viên, nhân viên kéo. Ok, lưu ý nha, đây là trường hợp sai ở kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu nhớ nha. Đây sửa gì đây, integer của hóa đơn và theo cái mã nhân viên ở đây, rồi sau tạo liên kết nhớ nha. Nó sai ở kiểu dữ liệu nha các em. Rồi mời các em sửa vô và ghi chú giùm anh. Rồi các bạn lưu ý nè, tiếp theo các bạn mở cái file là bt sửa mới backup nè. Thì bây giờ các bạn sẽ ở đây, các bạn thấy nè, ở năm cái bảng này thì về khóa chính là các em thấy nè, đây là một khóa, có khóa nè, đây khóa nè, đây khóa, đây khóa và đây khóa, tức là năm bảng thì có khóa và anh không mở thêm bảng nào hết. Rồi bây giờ các bạn kéo cái mã hóa đơn nè, đó bạn kéo qua cái mã hóa đơn bên đây, bạn check bao nó báo đây báo lỗi, được không? Và cái lỗi này nôm na là cái dữ liệu nha, data nè các em, data in table chi tiết nè, dữ liệu trong cái bảng chi tiết các bạn nó không đúng, nó không đúng so với cái gì đây, cái dữ liệu của bảng hóa đơn. Tức là khi này các bạn này, chi tiết là cái bảng sai nè, tức là dữ liệu của mã hóa đơn trong cái bảng chi tiết nó chứa những cái dữ liệu nào nó không khớp so với dữ liệu của mã hóa đơn trong bảng hóa đơn, được chưa? Đó nôm na là như vậy, thì các em lưu ý nha. Anh nhắc lại cái lỗi này nôm na nè, báo em nè, là cái dữ liệu trong cái bảng chi tiết nè nó có những cái dữ liệu của mã hóa đơn trong bảng chi tiết nó chứa những cái dữ liệu mà nó không có phù hợp, nó không giống với dữ liệu của mã hóa đơn trong bảng hóa đơn. Và lưu ý đây là dữ liệu nha, data in table. Yeah. Thì mày mình á, mình phải mở cái bảng hóa đơn ở chế độ phần, bảng chi tiết ở chế độ phần. Được chưa? Cả hai này đều phải mở chế độ phần nha. Rồi, người ta nói dữ liệu ở bảng hóa đơn nó đúng. Được chưa? Nó tức là ở đây bạn kiểm tra là chỉ kiểm tra ở mã hóa đơn thôi, chứ không kiểm tra cái gì nữa hết nha. Đó, đây. Thì kiểm tra các bạn thấy ở đây các bạn nhìn nè, bạn có thể sắp cho nó tăng hoặc giảm giùm anh để mình đọc dữ liệu cho nó dễ. Và ở đây các bạn thấy cái mã hóa đơn ở bảng hóa đơn nha. Mã hóa đơn ở bảng hóa đơn các bạn thấy nó từ 2004-0001 đến 2004-0020. Thì ở bên bảng chi tiết bạn cũng tìm ra giùm anh coi những cái nào không giống với đó thì nó là sai và phải sửa. Thì bạn nhớ giùm anh, sắp nó tăng hoặc giảm, sắp tăng hoặc giảm, giả sử anh sắp nó tăng dần, thì dữ liệu những cái sai á thông thường nó sẽ nhảy lên đầu hoặc nhảy xuống cuối. Ở đây các bạn thấy 2004-0001 giống, ở dưới này 001 giống luôn, rồi xuống cuối làm lên 4 nè, 004-007. Để đây các bạn chắc chắn số 4 này là sai, mình phải sửa thành số 2. Tức là bạn tự coi dữ liệu và bạn suy luận để bạn sửa. Tiếp tục cái này, 2007 là số 7 này có vấn đề, của người ta toàn bộ là 2004. Tiếp tục 2005 sai luôn mà phải là 2004. Tiếp theo là 2004-0054. Ở đây các bạn chỉ có từ 01, được chưa? 01 cho đến 020 đến 20. Vậy chỗ này là bạn có thể sửa số 5 này nè, hoặc là hai con số này luôn. Tức là số 54 này là bạn phải sửa thành 01 cho đến 20. Sửa thành số nào cũng được, hoặc cái số 5 này nè, bạn sửa thành số 0 hoặc là số 1. Lưu ý, đối với sửa dữ liệu này thì các bạn chỉ sửa dữ liệu cho nó phù hợp chứ không chắc chắn đúng 100%. Nè, chỉ sửa cho phù hợp thôi nha, chứ không chắc chắn là đúng 100% nha. Được chưa? Đó, chỉ sửa cho
cho phù hợp thôi. Được chưa? Đó, sửa thành số 1 hoặc số 0 chứ đừng thành số 2 nha anh chị. Được chưa? Rồi, sau đó mình đóng lại. Đóng bảng luôn. Đóng bảng luôn. Rồi, mã hóa đơn, kéo vô mã hóa đơn. Set 1, set 2 và set 3. Ok. Và đây là lỗi liên kết số 4, sai ở dữ liệu. Anh nhắc lại. Được chưa? Muốn làm đó thì bạn phải mở lên coi coi, kiếm coi cái nào sai và bạn sửa cho nó phù hợp. Lưu ý, sửa cho phù hợp nha các bạn. Mời các bạn sửa vô và ghi chú cẩn thận. Thì các em nhớ giùm anh nè, khi em đã tạo liên kết rồi nè, khi các em đã tạo liên kết rồi, bây giờ em muốn làm, em muốn sửa cái gì đó thì em bắt buộc phải xóa liên kết em mới làm được nha. Và nếu đối với khi thi do, hoặc là khi đi làm sau này mà có ứng dụng asset thì các em nhớ giùm anh, nên nhập dữ liệu thô trước giùm anh đó, tức là nhập những cái dữ liệu này nè mấy em đó, nhập những dữ liệu này xong hết á rồi, đồ kia hết rồi các em hãy tạo liên kết. Đừng nên tạo liên kết trước, đừng nên tạo liên kết trước, tại vì nếu tạo liên kết trước á, em phải biết là khi nhập cái dữ liệu nào trước, cái dữ liệu nào sau, nếu không nó không cho em nhập. Dạ, nên nhớ cho mình điều đó. Rồi, muốn làm, muốn sửa gì thì phải em xóa liên kết giùm anh. Dạ, rồi mới làm, mới sửa, và làm sửa xong rồi quay lại liên kết, đó là nguyên tắc. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em cái thêm một cái nữa là tạo cái lệnh lookup. Đây, ví dụ như cái bảng hồi nãy anh làm nè các bạn ví dụ nè. Đó, ở đây nè anh xin tạo thêm một cái lệnh lookup. Ví dụ như là thông tin sản phẩm chẳng hạn. Yeah. Sản phẩm anh lại như này, cái tên sản phẩm. Ví dụ anh dùng là tên sản phẩm. Được chưa? Thì bạn thấy cái tên trường nó là tên sản phẩm này. Đó, thì bây giờ tạo lookup thì bạn viết cho giống như mình tên sản phẩm, tên SB. Đó, tức là bạn muốn lookup với cái trường nào của cái bảng nào đó thì đầu tiên bạn phải đánh tên cho giống như mình, tên trường giống. Rồi, sau đó qua đây nè. Bạn chọn giùm anh là lookup visa. Chọn là lookup visa. Rồi, nó mở cái bảng lên thôi chứ không gì hết. Rồi nó hỏi bạn sử dụng dữ liệu từ cái bảng hay là như thế nào. Nó ở đây sử dụng từ bảng hoặc là query, đừng có chọn dưới nha. Net ở đây nãy mình nói là cái bảng sản phẩm, đây table sản phẩm nè mẹ, table sản phẩm nè. Net rồi hỏi bạn dùng cái gì, ở đây anh dùng cái tên sản phẩm thì chọn tên sản phẩm, giờ có mũi tên qua nè đó, còn cái mã sản phẩm thì đem mã sản phẩm qua nè đó, còn không xài đem lại nè, nó có mấy mũi tên nè. Rồi net qua tiếp theo. Sắp xếp, thích thì sắp xếp, không thì thôi. Ở đây giả sử anh sắp xếp là tên sản phẩm nè. Nào tên sản phẩm hiển thị vậy được không? Nó hay nó vậy. Được chưa? Ở đây anh cần nó tên sản phẩm thôi. Cái mã sản phẩm do nó là khóa chính nên nó thường nó nhảy theo nha các em. Đó, còn nếu như mà bạn đã chọn cái khóa chính đó, cái mã sản phẩm đó, thì nó sẽ không có cái tên sản phẩm này. Nó phụ thuộc vào đề bài. Tức là người ta yêu cầu cái gì thì lấy đó giùm anh. Rồi nó có nhảy thêm gì đó kệ nó, đừng quan tâm nhiều. Nè. Rồi. Ở đây nó là cái tên sản phẩm nè, lookup là tên sản phẩm, cài nó để nguyên này thấy không? Fitness. Sau đó nó thông báo cho bạn một số cái thông báo, cài đó. Chữ Z hoài. Rồi wheel nè. Đây. Nó sẽ hiển thị cho bạn cái thông tin, người ta gọi đây là lookup visa. Nó anh làm một lần nữa. Anh làm một lần nữa cho các em nha. Chọn lookup visa. Rồi anh giả sử là một cái khác đi, giả sử là bảng hóa đơn, mã hóa đơn nha, anh giả sử là mã hóa đơn nha. Đó, mã hóa đơn. Rồi chọn giùm anh là lookup visa. Net hóa đơn. Net mã hóa đơn đem qua. Net khỏi sắp xếp. Net mã hóa đơn như vậy. Net mã hóa đơn finish. Yes. Qua bên field. Mã hóa đơn có sẵn. Được chưa? Nó tên sản phẩm có sẵn. Cái này người ta gọi là lookup, lệnh lookup hoặc là lookup visa. Điều là nó. Rồi, mời các em sửa vô, ghi chú cẩn thận. Xong báo qua tình qua bằng cách giơ tay. Rồi tiếp theo á là hướng dẫn các em phần query. Được chưa? Và phần query này á thì mình có 7 dạng. Rồi, nhưng mà cái nền tảng của nó
cái nền tảng của nó là Query Wizard hay gọi là Query Select. Đó, em làm được cái dạng này thì em chiếm được khoảng phân nửa số điểm của phần Query. Đó, em làm tốt được dạng này thì em chiếm được làm gần như là được nửa phân nửa số điểm của phần Query. Đó, còn những dạng khác thì nó tương tự, như em chỉ cần nhớ thêm cái dạng nó thuộc dạng nào thì cách làm nó tương tự, nó chỉ đổi một chút xíu ở cái bước cuối thôi. Được chưa? Rồi, đối với phần WS này thì các bạn lưu ý, giờ các bạn quan sát nè, chủ yếu nó là lấy các trường theo yêu cầu đề bài và thực hiện một số cái lệnh query, một số cái giống như một số điều kiện các bạn ở bên Excel vậy đó, đánh cái điều kiện so sánh vậy đó, chứ nó không có cái gì hết á. Ví dụ như câu thứ nhất nè, tạo query gồm các view là các trường nha các em, họ nó, nhân viên, tên nhân viên, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và sắp xếp theo thứ tự tên nhân viên. Nó thì giờ nguyên tắc làm query, công việc đầu tiên của các em là các em chọn dùm anh query design. Query design. Sau đó nếu mình biết lấy cái bảng nào thì lấy, không biết thì mình đem hết tất cả các bảng vô. Được chưa? Rồi, nguyên tắc của làm query, thứ nhất lấy đúng bảng, đủ bảng và không lấy dư. Bây giờ mình sẽ lựa lại coi coi xài bảng nào và không xài bảng nào. Bài này người ta yêu cầu các em đó là họ lót và tên nhân viên. Họ lót và tên nhân viên đây. Họ lót này các bạn có thể chọn nè và kéo nó xuống nè, hoặc nháy đúp nó vô. Đó. Là do họ lót và tên nhân viên là hai trường. Trường thứ ba người ta yêu cầu là ngày lập hóa đơn. Ngày lập hóa đơn các bạn đây, kéo xuống hoặc nháy đúp vô. Đây là ba trường người ta yêu cầu. Tên sản phẩm bạn không xài, bạn nhấn delete trên bàn phím. Khách hàng không xài, delete trên bàn phím. Chi tiết không xài. Đó. Chỉ lấy đúng bảng và đủ bảng, không lấy dư. Thứ tự các trường lấy từ trái qua phải theo yêu cầu đề bài. Rồi sau đó coi coi có điều kiện thì lấy vô, và không có thì thôi. Và nhớ giùm anh, lấy đúng bảng, đủ bảng và không lấy dư. Tất cả các bảng phải được liên kết với nhau. Tất cả các bảng phải được liên kết với nhau. Rồi sau đó làm này xong, người ta còn yêu cầu các em ở đây đó sắp xếp tên nhân viên. Tức là cái tên này các em tăng dần hay giảm dần, thì các em thấy chữ sọt nè, chữ sọt nhỏ nhỏ bên góc tay trái nè. Nó các em chú ý nè, khi làm việc với query á thì các em chú ý đây là field là tên trường, table là cái thuộc bảng nào, sort là sắp xếp, show là có hiển thị hay không, readA là điều kiện, o này là cũng là điều kiện. Tức là hoặc các em có thể viết hàm cái chữ o, các bạn viết thêm một hàng luôn á, hoặc là bạn xuống dưới đó. Rồi ở đây người ta yêu cầu tên, sắp xếp tên nhân viên. Và người ta không có nói tăng dần hay giảm dần, thì bạn sắp cái nào cũng được. Rồi sau đó các bạn có thể chạy thử bằng nút run ở đây. Lưu ý nè, ở đây thẻ design nha. Và các bạn thấy là đang làm là select query. Select query nè. Nó hay gọi là WS á. Run chạy. Đóng lại. Control not. WS 1. Kết thúc cặp. Tương tự vậy anh làm WS 2 cho bạn thấy. Anh làm lại một lần nữa. Đối với query 2. Tạo một query gồm các field, mã hóa đơn, tên sản phẩm, đơn vị, số lượng, đơn giá, ngày lập, ngày nhận, sắp xếp thứ tự, mã hóa đơn. Đó. Rồi. Rear, query design. Đúng rồi. Rear nè. Query design. Đem hết các bảng vô tại chưa biết xài bảng nào. Rồi, lấy thứ tự từ trái qua phải. Đầu tiên là mã hóa đơn. Mã hóa đơn các bạn có hai lựa chọn. Là hóa đơn và chi tiết. Nên để đây đi. Tiếp theo là tên sản phẩm. Tên sản phẩm nằm ở bảng sản phẩm. Đây. Đơn vị, số lượng, đơn giá. Đơn vị nè. Nè, nằm bảng sản phẩm. Số lượng nằm ở bảng chi tiết. Rồi. Đơn giá. Rồi, bảng sản phẩm đây. Ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Được chưa? Ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Tức là ở đây nếu bạn lấy dữ liệu mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và ngày nhận là 3 trường. Còn nếu lấy bảng chi tiết là mã hóa đơn, số lượng, hai trường. Nên lấy bảng nào cũng được. Tức là bạn đem ra ở đây, bạn đem ra là gì? Là ba bảng. Được chưa? Bạn đem ra là đây ba bảng nè. Đó. Thì bạn lấy mã hóa đơn cũng được, lấy ở bảng chi tiết cũng không sai. Được chưa? Thì ba bảng này đều xài hết mà. Đó, đó là cách lựa nha. Mã hóa đơn, tên sản phẩm. Mã hóa đơn, tên sản phẩm, đơn vị tính. Đơn vị tính. Số lượng, đơn giá. Số lượng, đơn giá. Ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Sắp xếp mã hóa đơn.
mã hóa đơn, sort, tăng hay giảm cũng được. Control node QS2 enter. Đó, đó là cách làm phần query. Mời các bạn sửa hai câu này vô giùm anh. Rồi, câu tiếp theo nè mấy em. Câu số 3. Câu số 3 thì nó tạo một query gồm các field tên khách hàng, tên sản phẩm, đơn vị, số lượng và đơn giá. Nó tương tự nha. Rồi, đây. Real query design ha. Đem hết vô. Để chưa biết xài bản nào. Đó. Tên khách hàng, tên sản phẩm. Rồi hai bảng này. Tiếp theo các bạn là đơn vị, số lượng và đơn giá. Đơn vị, số lượng và đơn giá. Rồi, cái bảng nhân viên không xài, bảng hóa đơn không xài. Đây. Thì các bạn thấy khi đó nè. Khi đó các bạn thấy nè. Lấy đúng bảng, đủ bảng, không lấy dư. Là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai. Tất cả các bảng được liên kết với nhau vi phạm. Cái bảng khách hàng nó không có liên kết. Đó. Thì khi đó anh sẽ lấy thêm một cái bảng làm sao nó liên kết giữa bảng giữa ba bảng này cho nó liên kết. Ví dụ, show table, lấy bảng hóa đơn chẳng hạn. Đây. Khi lấy bảng hóa đơn là thì lập tức nó liên kết bảng khách hàng và chi tiết. Thì khi đó các bạn thấy dữ liệu bảng hóa đơn các bạn không có xài. Nhưng thật ra là gì ạ? Bạn đang dùng cái bảng hóa đơn để liên kết hai bảng, tức là không lấy dữ liệu nhưng mà đang làm một cái nhiệm vụ khác, đó là liên kết giữa bảng khách hàng và bảng chi tiết. Nhớ nha. Rồi. Sản phẩm xong rồi, đơn giá. Rồi, lấy đúng rồi, control node. Bạn muốn chạy thử thì chạy, không chạy thử thì thôi. Nó, tại bài này không có dữ liệu gì hết nên không có thêm điều kiện gì hết, nên anh không có cần chạy thử. Đây, còn nếu bạn muốn thì chạy. Quay lại, design, control node QS3. Rồi, các bạn thấy nè, khi làm một query á, anh luôn luôn đóng hết tất cả những cái bảng này, anh không có mở ra nè các bạn thấy không ạ. Query 4 nè, query design. Đem hết vô. Query 4 thì người ta yêu cầu các bạn là mã hóa đơn, tên khách hàng, tên sản phẩm. Nó mã hóa đơn có hai lựa chọn nên để đây luôn. Tên khách hàng, bảng khách hàng, tên sản phẩm, lấy bảng sản phẩm. Rồi. Họ log nhân viên, ngày lập hóa đơn. Nó, ở đây các bạn thấy nè, cái bảng chi tiết các bạn có thể sẽ không xài nè. Đó, xin lỗi. Mã hóa đơn. Đúng rồi, cái bảng chi tiết các bạn thấy là có thể không xài nè. Đó, tại đâu có đụng tới đâu, anh dục ở đây. Nè, anh lấy gì đây? Mã hóa đơn, tên khách hàng nè, mã hóa đơn nè. Tên khách hàng nè, lấy đúng hai bảng nè các bạn ha. Rồi. Mã hóa đơn, tên khách hàng. Cái thứ ba các bạn lấy nó là gì đây? Tên sản phẩm nè. Đây. Họ đó nhân viên. Tên nhân viên. Ngày lập hóa đơn. Đúng đủ. Các bạn thấy nè, cái bảng sản phẩm nè, nó không có được liên kết. Nó, thì khi đó các bạn thấy là mình đã dẹp đi một cái bảng rồi. Được chưa? Cái bảng chi tiết. Đó. Và cái bảng chi tiết nó lấy ra, các bạn thấy là nó không có xài tới. Nhưng mà nó sẽ liên kết giữa gì? Giữa bảng sản phẩm. Đó. Và bảng hóa đơn. Đúng không? Nè. Đó. Tức là nó không có lấy dữ liệu, nhưng nó sẽ dùng để liên kết giữa các bảng. Đúng không? Rồi, sau đó chạy thử. Quay lại, coi coi có sắp xếp gì không. Bài này người ta yêu cầu là sắp xếp tăng dần ngày lập hóa đơn. Tăng dần ngày lập hóa đơn nha các bạn. Đây, ngày lập hóa đơn của bạn nè. Tăng dần thì bạn là acidic. Đó, tăng dần ngày lập hóa đơn. Đó, control node QS4 enter. Rồi, mời các bạn sửa vô giùm anh. Rồi, câu tiếp theo các em. Câu số 5. Hiển thị danh sách đơn đặt hàng được lập trong tháng. À, cái này bắt đầu có điều kiện này nghe. Điều kiện là tháng 3 năm 2014. Nó gồm các mã hóa đơn, ngày lập, ngày nhận, tên khách, sắp xếp. Thì nhiệm vụ của mình là làm từ các field này trước. Làm phần này trước kìa mà. Rồi, làm này trước kìa mà. Đó. Nè, đem dữ liệu vô. Query design, đem hết các bảng vô nè. Đó, rồi bắt đầu mình lựa nè. Người ta yêu cầu là mã hóa đơn, ngày lập, hóa đơn, ngày nhận. Mã hóa đơn. Ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Anh thấy ở bảng hóa đơn này, anh lấy nó trước. Sau đó người ta yêu cầu tiếp tục các bạn là tên khách hàng. Tên khách hàng đây. Rồi, nhân viên không xài, sản phẩm không xài, chi tiết không xài. Hai bảng được liên kết với nhau. Đó. Rồi, sắp xếp tăng dần của ngày lập hóa đơn. Ngày lập hóa đơn đây, tăng dần các bạn đây. Rồi,
tiếp tục. Sau đó người ta yêu cầu là tháng sau đó bạn có thể chạy thử trước rồi quay lại. Người ta yêu cầu là tháng 3 năm 2014 của gì đây, của ngày lập hóa đơn đó. Thì các bạn điều kiện này, các bạn thấy chữ RIDA không à? Mẹ có nói các bạn chữ RIDA, bạn viết ngay chỗ ngày lập hóa đơn, lít chuột phải zoom lên cho dễ nhìn nó. Bạn có thể lít chuột phải zoom lên cho dễ nhìn nha. Nó tháng thì các bạn dùng hàm manh nè, mở một vuông ra, ngày lập hóa đơn viết y chang của người ta, đóng một vuông lại, đóng một tròn lại bằng 3, ham en đặt ở giữa, year, mở một tròn, mở một vuông, ngày lập hóa đơn, đóng vuông, đóng tròn bằng 2014, enter, run chạy, tháng 3 2014, quay lại. Đó. Sau khi làm xong, chạy thử xong, control S, we add now. Đó bạn thấy, bạn viết cái điều kiện các bạn ở chỗ RIDA nhé. Người ta yêu cầu điều kiện ở đâu, điều kiện là cái gì thì bạn viết ngay trường đó giùm anh. Điều kiện các bạn lấy so sánh là mã hóa đơn thì bạn viết ngay trường mã hóa đơn. Điều kiện ngày lập hóa đơn, viết ngay ngày lập hóa đơn. Ngày nhận thì viết ngày nhận. Tên khách hàng, viết ngay tên khách hàng. Như vậy thôi. Mời các bạn sửa vô giùm anh. Mời các bạn sửa vô. Rồi câu 6 này thì người ta nói gì? Hiển thị danh sách đơn hàng cho nhân viên có mã số là 5. Có mã số là 5 lập ra. Gồm có họ lót, tên nhân viên, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng. Đó. Thì nguyên tắc làm where it is signed, where it is signed. Đem hết các bảng vô, chưa biết xài bảng nào thì bây giờ đem hết vô. Bắt đầu mình lựa. Người ta yêu cầu các bạn ở đây á, nó gồm có họ lót, tên nhân viên. Họ lót, tên nhân viên là hai trường nhân của nhân viên. Rồi. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, lấy của bảng hóa đơn. Rồi. Cái thứ ba nữa là tên khách hàng, lấy bảng khách hàng. Rồi. Sản phẩm không xài, chi tiết không xài, ba bảng này được liên kết với nhau, thỏa hết các điều kiện. Rồi, người ta yêu cầu có mã nhân viên là 5 lập nhé. Hiển thị danh sách có mã nhân viên là 5 nha. Ở đây các bạn, mã nhân viên có nghĩa là mã nhân viên này nè các em. Mã trong trường này các bạn thấy nè, nó chỉ có thọ lót, tên, mã hóa đơn thôi. Ngày lập hóa đơn và ngày nhận, nó không có mã nhân viên. Thì mình lấy cái mã nhân viên ra. Mình lấy cái mã nhân viên ra. Run chạy thử chơi. Quay lại. Và sau đó các bạn bỏ chat. Tại vì ở đây trong cái này nè, trong cái đời nó không có yêu cầu hiển thị cái mã nhân viên. Nên mình chọn chế độ là đồng xô, có nghĩa là không chết vô. Quay lại cái nào. Đúng không ạ? Đó, tức là cái, và sau đó bạn ở đây nè, bạn khoan nè, bạn đánh giùm anh số 5 vô. Đánh số 5. Chạy. Đó, có mã nhân viên là 5 nha. Đánh vô đây nè. Rồi rồi. Ở đây anh nói lại nha. Rồi, ở đây các bạn lấy ra nè, RIDA nè, where it is signed nè, lấy các bảng ra nè, nó lấy các bảng ra nè. Rồi, ở đây mình kiểm tra nè, đầu tiên người ta yêu cầu các bạn á là họ lót, tên nhân viên. Rồi, của bạn nhân viên. Tiếp tục, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và tên khách hàng. Sản phẩm không xài, chi tiết không xài. Đó, và ở đây ba bảng này được liên kết với nhau, thỏa. Và người ta yêu cầu các bạn là gì đây? Có mã nhân viên. Thì cái mã nhân viên này nè, bạn kéo ra nè. Mã nhân viên này bạn kéo ra nè. Đó, và lưu ý nè, đánh điều kiện số 5 vô. Chạy thử. Rồi, và lưu ý nè, đây là sắp xếp nha. Điều kiện thì phải đánh dưới RIDA. Được nha, điều kiện thì phải đánh ở RIDA nha. Rồi. Quay lại và không có chat cái mã nhân viên này, tại vì người ta chỉ yêu cầu là họ lót, tên, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng, không có yêu cầu mã nhân viên. Rồi sau đó bạn có thể chạy thêm một lần nữa. Quay lại control S, WS6, enter. Đấy nha. Rồi mời các em sửa vô.